Xin chào toàn thể anh em nha. chào mừng anh em quay trở lại với cái kênh uh, YouTube của tôi. Cơ sở tôi vừa về cái lô kính nắp trong anh em. lô kính nắp trồng rất là mới này. là cái mẫu kính nắp trong mới nhất trong 2022 này. Một kính là tôi nhập trực tiếp từ nhà máy về này. Cái loại kính này thì nó sẽ giúp cho anh em chơi cái bộ môn bài lá, nó sẽ rất là ok và nó hiệu quả nha. Trên thị trường bây giờ thì có rất là nhiều mẫu kính khác nhau, trong nước cũng có, ngoài nước cũng có. À, rất là nhiều cả mấy chục loại luôn cơ sở tôi phân phối những cái loại mà nó anh em chơi tin dùng và anh em chơi được á, thì tôi sẽ phân phối thôi không có gì hết ha đây hôm nay thì về cái đô kính đây là kính đây kính hàng ở đâu xin lỗi đây kính nhật cái mẫu kính rất là mới và nó sẽ được bảo đảm chất lượng rất là ok nha anh em đây một màu kính nó này nó cũng tương tự giống như là hai cái cái loại kính mấy cái loại kính kia thôi nó là có hai cái lên kính đây này là nó ở trong này cứng nha cái này nó sẽ được nhập trực tiếp từ nhà máy về nên nó là chất lượng anh em không phải lo rồi à, cái này nó nguyên siêu luôn tôi không bắt được nha đó hai cái mắt kính là làm vào ép được trong này nguyên siêu chơi rất là ok ha đảm bảo chất lượng nè đây có cái, cái, cái dụng cụ để cho anh em rửa kính nữa này đó, rửa kính này rất là sạch sẽ rồi và đây có cái lọ để anh em đi chơi xa đó, nó tương tự giống như những cái loại kia thôi nhưng mà cái loại này thì nó được ép siêu nên nó là nó sẽ rất là chất lượng của nó rất là ok và anh em yên tâm ha đó tất cả những thông số sẽ được ghi ở ngoài cái hộp này này đó anh em thấy không anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một cái bộ kính bất kỳ kính nào cũng được bên cơ sở tôi phân phối hết nha thì hãy nhanh tay liên hệ cho tôi theo số điện thoại trên màn hình anh em 079 791 tư quý ba thì tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em nha ngoài kính nắp trồng thì bên cơ sở tôi phân phối đầy đủ hết các dụng cụ hỗ trợ cho anh em đi chơi từ bầu cua này, tài xỉu, sóc đĩa cho tới những cái bản hát game và cung cấp quy luật game trên di động nha, là đều có hết máy đánh bài và những cái loại phụ kiện máy đánh bài, tai nghe và bên tai nghe đầy đủ hết chỗ anh em uh, chơi loại nào thì uh, cứ liên hệ tôi sẽ cung cấp loại đó cho anh em nha. Tiếp theo clip này giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái loại kính, ha, cái công dụng của bộ kính này, cái này, là kính, này kính này kính kính nhật kính và đây là kính mỹ này Nói kính nào cũng vậy hết à Nó sẽ gồm những cái bộ phận chính thế này nè à. à, Một là cái à, Con mắt con len đó Thì nó sẽ được ngâm trong nước này Dung dịch đó, Trong này Và cái cây gấp kính rồi này kia nó các kiểu các hợp thôi Nói chung là về cái cấu tạo anh em thấy nó vẫn là rất là ok Và nó rất là tương nói chung là tương đương nhau hết à Không có gì là khác hết đó Chỉ khác nhau cái chất lượng của cái len kính á, đó. đó anh em đi mua kính thì lưu ý nha anh em có đeo có đau mắt có số mắt hay không á là nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều vào cái thông số kỹ thuật của cái lens kính này này đó Đây là kính mỹ kính mỹ nhỏ thôi và kia là kính hàng à kính mỹ đây là mi hộp gỗ này nói chung là một kính này những cái mẫu này thì nó được rất là nhiều anh em tin dùng rồi tại giờ sẽ đeo thử cái bộ kính này vào coi thử anh em thấy nó bài như thế nào nha tất nhiên ở đây là anh em phải thả được bài của mình vô mới chơi nha chứ không phải là anh em lấy cái bộ kính này về mà chơi bài chợ là không được nha anh em anh em lưu ý là phải thả nước bài của mình vô mới chơi được ha à, thả nước bài của mình vào chỗ anh em chơi bài nào thì cứ liên hệ tôi sẽ cung cấp lại bài đó cho anh em bài xanh bài đỏ caro tiền đô gì đó rửa quà cái đó đầy đủ hết chỗ anh em chơi loại nào thì tôi sẽ cung cấp loại đó còn những anh em nào mà chơi ở những cái loại mà đặc thù vùng miền quá đó bên cơ sở tôi không có thì anh em có thể gửi bài lên cơ sở của tôi ha à, gửi gửi bài lên thì tôi sẽ gửi qua bên nhà máy ở bên đài loan trung quốc in về À, gửi lại cho anh em nên là vấn đề bài ở đây là anh em không phải lo lo ở đây á là anh em quan tâm á là có thả bài vào sầm sới được hay không thôi à, phải thả bài vào mới chơi được cho anh em anh em lưu ý nha bây à, giờ sẽ lấy một cục kính ta à, thử cho đi đây một kính này đi à, kính này này đeo vào trong cái camera cho anh em thử này anh em xem video này nếu mà thấy hay thì nhớ cho xin một cái like đồng hồ kênh của tôi nha anh em và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những clip mới nhất giới thiệu những cái sản phẩm công nghệ mới nhất trong năm 2022 này nha em kính này tại vì qua camera nó hơi mờ một tí nha anh em uh, thông cảm nha chứ qua mắt thường rất là rõ ra à, đeo nó vào thì nó hơi sẩm sẩm hơn thôi sẩm sẩm như thế này nè đó nhưng mà nhìn cũng bài rất là rõ nha đây bộ bài của nó đây bài đây là giống như bài chợ vậy đó uh. nhà sản xuất sẽ in một cái lớp mực không màu à, cái màu màu này nó sẽ hiện ra khi mà anh em đeo cái nắp trăng vào thôi đó à, thấy không rất là rõ ràng nha anh em chơi giống như chơi bài liên, chơi xì tố hay là chơi phạm viết gì đó thì giống như chơi bài ngửa thế này á xem mà thua được đúng không anh em đó à, thấy không nhìn rất là rõ ràng thôi chia xuống nhìn thấy này tại vì qua camera nó hơi mờ thôi nha còn nhìn mắt thường rất là rõ ràng nha à, đây này đấy tất cả những cái số nó y chang hết à từ từ 3 cho tới xì là nó sẽ số như thế nào thì nó sẽ ghi như vậy à, chỉ có con 10 và con 9 nó khác thôi này đây con 9 này con 9 nó sẽ làm hình móc khóa này anh em đây hình móc khóa này và con 10 đó là hình chữ thập thôi còn tất cả những cái số khác thì nó y chang hết không khác gì hết nè thấy không rất là rõ ha đó anh em hỏi cho tôi thì anh em hỏi là có ở trong chỗ thiếu sáng hay là dư sáng gì đó nó có nhìn thấy hay không đó tôi thử tôi che lại này thấy không đó, nó cũng rất là rõ ràng thôi không có gì hết đó nè nói chung là anh em đừng có chơi vô bụi chơi vô bờ gì đó là tôi thui đó là không thấy được thôi cô nhìn mắt thường bình thường á là thấy được là nó sẽ thấy được thôi không có gì hết à, thậm chí là anh em biết cả chất của tấm này nha cơ đô trùng bích gì hết biết hết luôn á nè ví dụ như cơ đô trùng bích như này biết hết nè nha anh em đó, anh thấy không đó rất là rõ ràng ha. để xuống này mà thấy bình thường thôi đó ví dụ đây tháng chín này đó đi không này chín này đó này tháng chín này chia bình thường thôi ví dụ như là em chia bình thường thôi là nhìn thấy nha à, mà anh em lưu ý nha cho nhìn một lá thôi chứ phải là nhìn xuyên cái lá bài vậy không có nha anh em anh em lưu ý nha xuyên là, là, đây là nhìn ở trên thôi nha nhìn ở trên thôi chứ phải là nhìn xuyên cái lá ở dưới là không được nha đó, nó che lại như thế này ở đây không được ha thậm chí là ví dụ đây anh em che lại này đây là biết là còn chính thôi ha đó nhìn xuyên một lá ở trên thôi tại vì qua camera nó hơi mờ thôi chứ anh em đeo về trong mắt là rất là rõ nha đó nó vẫn đủ rồi cho anh em nhìn thấy nè đây em biết con xì nè già nè mười à, không mười nữa nè thậm chí ra này anh em có thể biết được chắc là lá bài cơ ru trùng bít cho em biết luôn nè ví dụ đây biết con già này già chuồng này à. À, rất là rõ ràng ha nè ví dụ đây biết con uh, quy bít nè này à, quy bít này thấy không tôi trẻ lên đây là trẻ lên hết cho anh em xem này bài rất là cứng mà bài này giống cái trang bài chợ vậy đó bài chợ như thế nào thì nó như vậy tại vì là bên cơ sở tôi là gửi bài chợ qua bên trung quốc in nên nó là đảm bảo giống 100% không có khác gì hết đó từ con teo tới vỏ hộp này kia là giống y chang hết chắc từ bài cứng rất là cứng ha đó này đây là biết con quy chuông nè không ừ, rất là rõ ràng Đây bốn này bốn cơ nè nè anh em thấy không rất là rõ ha Đây chín bít nè đó Nó, nói chung là đọc y chang hết không khác gì hết á đây biết con xì xì xì, xì rô nè à, anh em thấy không đọc rất là rõ ràng ha ví dụ đây là đây là con năm này năm cơ này năm con năm là nhìn thấy anh em nhìn thấy biết con năm rồi đúng không còn nước ở đây là anh em nhìn được cái chấm nhỏ này đó nước ở đây này thấy không đây là cơ này rô này chuồng này nước này không có gì đó đây nước chuồng này thấy không nước chuồng này có cái dài này ba chuồng này đó nên chơi bài liên hay chơi bài câu cá á thì anh em thấy đó làm mà sao mà thua được đúng không anh em đó bộ bài này là bộ bài rất là bình thường với bác thường thôi mà khi nó anh em đeo kính nắp trong vào á thì nhìn rất là rõ ràng nha bây giờ tôi tháo ra cho anh em xem này bộ bài còn y chang hết nha anh em y chang này không có khác gì hết đó nè đó theo đó nè đó nên thấy không nhìn này rất là bình thường không có gì hết nè chơi xong cái xé đâu chẳng có gì hết nha anh em đó rồi anh em đã có nhu cầu muốn sở hữu cái bộ kính áp tròng này về size trong những ngày dịp lễ tết sắp tới thì hãy nhanh tay liên hệ cho tôi theo số điện thoại trên màn hình nha không bảy chín quý ba tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em nha bây giờ anh em mua một bộ kính bất kỳ bên cơ sở của tôi kính nhật kính hàng kính thái À, à, kính trung quốc gì đó kính mỹ là bên cơ sở tôi đều tặng cho anh em là một cây bài à, từ một tới hai cây bài tùy theo loại kính và chương trình khuyến mãi nha đó từ ít nhất là 10 bộ bài có là kính mà kính được đặt riêng á, thì tặng 20 bộ nói chung là anh em có nhu cầu gì á thì cứ liên hệ cho tôi Tôi số điện thoại trên màn hình tôi sẽ tư vấn kỹ cho anh em nha rồi mừng nữa xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết video hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo xin chào